Hải Đăng Fishing xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng Fishing giới thiệu các bạn mẫu máy AX của Shimano sản xuất đang bán tại đang được phân phối bởi Hải Đăng Fishing. Gồm 3 cái thức cỡ AX 4000, AX 2500 và AX 1000. Cái dòng tầm trung của Shimano X1000 các bạn. Dòng máy này đa số là đều đảo tay được hết các bạn nhé. Bạn thích chuyển tay nào thì câu tay đấy thôi. Đây thông số của máy đây các bạn. Máy X1000 thì là trọng lượng là 200 g, tỷ lệ truyền là 5.2.1. đây sức chứa dây là sức chứa quả dây mono, không phải là cả cước, nên là nếu mà so với cước thì độ chuẩn thì nên là phải quy đổi các bạn, quy đổi từ quả dây mono sang dây cước. Nên là thông số này so sánh với cước thì không chuẩn. Đây, dây mono là 2 chấm và dây 2 là 270. Dây 4 là 140, dây 6 là 110. Đấy là máy AX1000. Đây là X2500. Về cơ bản là giống nhau nhưng khác mỗi phần chuôi của tay quay. Đây, chuôi của máy 1000 làm thiết kế gọn hơn. Chuôi của tay X2500 và 4500 4000 thì giống nhau. Đây, dòng 4000, dòng phổ thông và thường dùng nhất. Còn dòng này thì dùng cho các bác câu suối, các bạn vận chuyển di chuyển gọn nhẹ, dễ di chuyển, không bị vướng, không bị vướng. Đấy, những dòng tỷ lệ truyền của máy đa số là giống nhau hết, là 5.2.1 hết. Và trọng lượng của AX2500 thì là 240 g. Còn quả AX4000 là 345 g các bạn nhé. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn cái mẫu máy AX do Hải Đăng đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.